Ví dụ 1, điền vào chỗ trống đúng không? Câu này. Các bạn nhìn nhá. Ví dụ 1. Bài 1. Câu A. Cho 3 chấm rồi đúng không? Bây giờ thầy cái này đẹp rồi. Thầy phân tích cái này. Nhóm 5 ra ngoài, trong sẽ là x bình trừ y bình đúng không? Trong sẽ là x bình trừ y bình. Vậy là x trừ y nhân với x cộng y. Các bạn nhìn nhé. Đây là thầy sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức. Thầy nhân cả từ và mẫu của phân thức này với nhân với một đa thức. Đa thức của mình chính là x trừ y. Vậy ở dưới